We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I'm trying.
biểu diễn như các bạn vừa rồi, chúng ta hãy bắt tay nào. Rồi rất nhiều cánh tay được ra lên đúng không? Và chúng ta thấy toàn là các bạn học sinh ở học Đương Yên, không chỉ chăm ngoan, học giỏi rất nhiều bộ môn mà ở bộ môn tiếng Anh thì các bạn ấy còn rất là tự tin giao tiếp nữa đúng không? Còn thật là đáng yêu khi mà trên sân khấu này các bạn đã mang đến một biểu phẩm vô cùng ấn tượng trong ngày lễ Giáng sinh. Và ngày hôm nay đến với trường tiểu học Lương Yên thì chúng anh thấy wow, sân khấu đẹp ơi là đẹp. Các bạn có thấy đẹp không? Có đẹp không? À, với cái khung cảnh ở trên sân khấu này thì các bạn có nhận ra là chúng mình đang được tham gia một lễ hội. Đó là lễ hội gì hả các bạn? Một bạn thế nào? Đó là lễ hội gì? Rồi, chúng anh có một câu đố nhé. Câu đố này hơi bị khó luôn. Các bạn phải nhớ nhé. Bạn nào giải được nào để mình xem nào. Đó là vào dịp Giáng sinh, bên cạnh công chúa nước này, các bạn quần lòng này, chúng ta còn có một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó là ai? Đó là các bạn. Ôi dồi ôi, chú nghe đấy, có một nói là ông già yêu mà em, có đúng không? Nghe là gì nhỉ các bạn? À, mà ông già nghe em mà nói tiếng Anh thì phải nói như nào các bạn nhỉ? Rồi, chúng mình hãy hô thật to tên của ông để ông xuất hiện trên sân khấu nhé. 3, 2, 1. Wow, hôm nay các bạn ơi. Vâng, các bạn vẫn hô bé quá đơn giản hơn đây rồi. My favorite song is Jingle Bells. Bởi vì ông đàn anh cũng rất muốn được trò chuyện với các bạn. Nhưng mà ông đàn anh ơi,
hình như là cái cách trò chuyện của chúng ta sẽ hơi đặc biệt một chút đúng không? Đó là các bạn ấy muốn là chơi trò chơi muốn đàn em có được không? I'd love to play a game with you. Would you like to play a game? Vâng, các bạn ấy đã sẵn sàng rồi. Và trò chơi đầu tiên này thì chú Hoàng Anh để ông đàn em và các công chúa tiếp. Cần 8 bạn lên sân khấu, bạn nào không muốn lên sân khấu và chơi trò chơi nữa. Vâng, xin mời ông đàn em hãy lựa chọn ạ. Những bạn nào ngồi tại chỗ, làm gió tay cao, miệng cười thật tươi, sẽ được ông đàn em mời lên sân khấu. Hai bạn nào đây? Rồi, chúng ta sẽ có 8 bạn. Is it okay?
It's a cat. Well done. Is this?
Thank you.